Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với PVZ2 và mình là Gà Game đây. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với game này nhá. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đánh Benny Fuchsia dễ nhất. Và cái màn dễ nhất ở trong Benny này đó chính là cái màn 12. Mọi người ban đầu chơi Benny Fuchsia có thể là mọi người hãy đánh hết tất cả màn 2 quả ớt, 3 quả ớt. Đánh hết từ màn 1 đến màn 15 cho mình. Và sau đó quay trở lại đánh màn 12 như thế này. Cái màn 12 nó rất là dễ luôn. Nhưng mà với điều kiện mình sẽ chọn cái hột ớt này nhá, chỗ đàm nó to. Với điều kiện màn nó dễ, nhưng mà phải với điều kiện anh em phải có gốc cây lửa này, con min đậu này, pi vai và đậu ba đầu. Hoặc không cần đậu ba đầu cũng được. Bí dận và đậu đỏ và Bavaria mình cho thêm thôi. Gọi là cho đủ chỗ thôi. Thực chất chả cần mấy cây đâu. Đây mọi người hãy trồng như này nhá. Hoặc là có thể trồng khác đi một chút. Hoặc là trồng toàn pi vai này cũng được. Hoặc trồng như đậu ba đầu vừa nãy của mình cũng được. Đây hoặc thế này cũng được. Miễn sao mà có một hàng gốc cây lửa với pi vai này được, chúng ta hoàn toàn có thể win thôi. Như đã nói thì cái màn này là màn dễ nhất trong Benny rồi. Mình nhờ màn này thì màn này mọi người có thể đánh 3 quả ớt rất là dễ dàng. Quá là dễ luôn. Ớt của mình, cái phép thuật, cái chiêu ớt của mình bây giờ nó có 2 quả ớt rồi. Ui, thổi một phát đóng băng kìa. Trồng như mình này ấy, phải trồng mấy cây cạnh cái gốc cây lửa nhá. Không là để cho gốc cây lửa nó sưởi ấm. Tuy là sưởi ấm không được nhiều nhưng mà có được rồi. Băng cái gió thổi đây rất là, nó thổi rất là ghê luôn, thổi một phát đóng băng luôn cơ. Có đậu ba đầu của mình level 8 cơ. Gần lên, hình như lên level 10. Lên level 10 xong sau đấy là lên được M1 rồi đúng không nhỉ? Min đậu thì tận level 3. Rồi chúng ta hoàn thành lấy được 30%. Và chúng ta lên được 100%, có thể đánh được con boss Benny rồi. Và sau đây thì mình cũng sẽ hướng dẫn mọi người cách đánh con boss Benny luôn. Đánh con boss Benny này thì nó, đối với những cái bạn mà không có mấy cây xịn ý, đánh màn mình lấy màn 3 quả ớt nhá, để lấy 20 mảnh con đậu độc. Đậu độc này thì mình có thể mở khóa rồi, nhưng mà mình làm lại cho mọi người xem thôi. Đánh cái màn 3 quả ớt như này thì ít nhất mọi người phải có con min đậu, con pi vai và gốc cây lửa. Đặc biệt là phải có pi vai nhá. Và nếu cần thiết thì hãy dùng Mega Gastling Pier, cái cây này rất là quan trọng. Đó, Mega Gastling Pier nhá. Và thêm con Barbaria nữa cho nó gọi là để thủ. Nhỡ mà có mất cây thì dùng nó để phá. Phá mấy con zombie đi vào. Trồng thì đầu tiên cứ trồng một hàng gốc cây lửa thôi. Và kết hợp với pi vai vào đấy. Để cho gốc cây lửa bắn đau hơn. Và chú ý trồng ở giữa thật là nhiều cây pi vai nha. Để chúng ta có thể là phá cái băng con voi. Làm cho con voi nó bị choáng. Đầu game làm luôn một cái con min động. Con voi bây giờ choáng liên tục rồi. Trong thời gian này anh em nhằm mặt trời, nhưng mà đừng có trồng cây nào khác, cứ tích mặt trời thôi. Rồi, khi mà đủ mặt trời chúng ta hãy trồng một cây Mega Gatling Pier ở một trong ba hàng ở giữa. Cứ trồng ở giữa thôi để nó bắn thẳng vào con voi. Và chỉ đợi mặt trời thôi, có Plant Food thì trồng con min đậu ra trước á. Cứ đằng sau cho con voi nó choáng liên tục là được. Ui, mất một cây gốc cây lửa rồi. Ở màn này, có mấy con trồn. Con trồn hay con sóc nhỉ? À, con sóc, chắc là con sóc. Nó vừa trâu rồi, chạy nhanh nó cắn đau nữa. Mình đã cho một cây gốc cây lửa lên lửa xanh rồi. Cái cây Mega Gatling Pier này thì nó ra vào cái thời mà cách đây cũng không lâu lắm nhở. Cây Mega Gatling Pier này mình nhìn thấy cây này mình đã thấy cái gì rồi, nên là cái hồi đấy mình cắm đầu và mình cày luôn, cày lên được 500 cái vương miệng vì có được cái cây này. Nó bắn ra 4 viên sau khi Plant Food, nó sẽ được bắn 5 viên. Cây Mega Gatling Pier này nó còn có thể tự Plant Food cho bản thân. Plant Food này không biết là sát thương nó bằng với đậu 1 hay là ngang với độ ba đầu hay là x gấp nhiều hay là mạnh hơn nhỉ? Ai biết có thể giải thích cho mình nhé. Rồi cho lá cây vào min đậu để dã luôn.
Màn này ngoài kiếm được cái cây đậu độc ra thì hình như còn kiếm được một cái cây giống như kiểu bom lổ ấy, cũng là một cây hệ độc. Tí mình sẽ cho mọi người xem. Màn 1 sẽ là cây đậu độc nha. Còn 14 giây nữa. Kiếm kim cương rất là nhiều luôn. Tiền cũng rất là nhiều. Con voi chó liên tục rồi, 3 giây cuối cùng hết. Giờ 20 mảnh đậu độc nha. Toàn được 5 mảnh thôi. Bây giờ nếu mà cần cái cây mảnh cây lọc nhất ấy thì mình cần cái cây mảnh của cái cây gọi là cây đây, cái con độc kia kìa, cái con bom kia đấy. Hai quả ớt thì vẫn là đậu độc, nhưng mà ba quả ớt sẽ là cái con này. Cần cây nào nhất thì mình cần cái cây min gai cắt nhất. Cái con gai sắt ấy, cái con ở dưới đất ấy mọi người. Tại vì là sau khi mà chúng ta trồng con min cắt, chúng ta sẽ được lăm một hàng cây đó. Và nếu mà con đó mà level cao thì những cái con cắt được tạo ra cũng sẽ được level như vậy. Vẫn là trồng như vậy thôi. Vẫn trồng như vậy không khác gì đâu. Chơi đi chơi mình chơi quen rồi, mình chơi cái thể loại quen rồi. Có khi là ván sắt chúng ta thay đổi một chút nhỉ. Không biết có thắng được không. Chơi như này thì cũng thi thoảng vẫn bị ăn mất mấy cái cây gốc cây lửa ấy. Con voi thì vẫn bị choáng liên tục thôi. Chú ý trồng mega gas bên kia ở ba hàng ở giữa nhiều nhiều vô nha. Sau đó chúng ta tản ra hai bên kia để gọi là thủ. Bởi vì nó thả ra mấy con trồn khó chịu lắm. Có phải lên phút phát là có thể chúng ta sẽ dùng vào gốc cây lửa và pi vai luôn để lấy cái đạn lửa xanh. Sau khi trồng min đậu ấy thì tất cả các mega gas linh pia sẽ có tỷ lệ tự về lên phút cho bản thân gần như là 100% nha. Gần vậy nên là nó sao nhở, nó cũng mọi người có biết cái con củ lạc không, sau khi mà dùng min phòng thủ toàn bộ lạc trên toàn bộ các cây hệ phòng thủ sẽ tự dùng blend food. Và con mega gas linh pia là cũng thế, nó gần như là phiên bản nâng cấp của cái con lạc ấy, nhưng mà sát thương nó bề nó to hơn, nhưng mà chống chịu nó gì hơn rồi và xịn hơn lạc cái chắc rồi. Lạc thì nó được cái là nó cây hệ phòng thủ nó trâu. Cây pivai này thì không thể búp cho cây lạc được, nó chỉ búp cho họ đậu thôi. Tiếp tục trồng này, và tất cả các con mega gas linh pia sẽ có tỷ lệ tự blend food cho bản thân tăng lên. Và chúng ta bây giờ chỉ gọi là nhặt mặt trời trồng vớ vẩn thôi. Cùng với xen kẽ việc đó chúng ta sẽ nhặt tiền. Không cần pivai thì nó cũng tự blend food cho bản thân được đó, nó tự blend kìa. Tự blend food luôn kìa. Nhưng mà tỷ lệ nó sẽ hên xui hơn. Ôi dồi, con voi vừa phun băng vào mặt phát lại vỡ băng luôn. Giờ chỉ có nhặt tiền thôi. 5 giây cuối cùng, 3, 2, 1, 0. Rồi, 20 mảnh cái cây. Cái này nó gọi là cây gì nhỉ? Khi nào có cơ hội mình sẽ review về cây đấy sau. Còn bây giờ chúng ta không cần thiết. Có lẽ lên đổi gió chứ nhỉ? 3 quả ớt, 20 mảnh đậu độc. Màn 1 sẽ là đậu độc ở 3 quả ớt. Màn 2 sẽ là cây bom độc 3 quả ớt. Màn 3 vẫn sẽ là đậu độc 3 quả ớt. Bao chúng ta có 3 lần đánh. Mình sẽ lấy quả ớt nha. Để có gây sát thương lửa. Hai được 2 quả ớt trên ba sân mà. Lần này thì chắc là chúng ta sẽ thay đổi, bỏ con mega gì. Cho con gì vào bây giờ nhỉ? Lần trước mình cũng thử chơi con đậu ba đầu rồi. Cho bowling đi. Lần trước mình cũng chơi thử con đậu ba đầu rồi và thua. Tại vì con mega gas linh pi ấy, nó có thể tự blend food cho bản thân, thành ra là nó phá băng rất là nhanh. Còn đậu ba đầu tuy là nó tận level 8 nhưng mà con đó chơi nó rất là khó. Bởi vì là giá nó cũng gần như ngang ngửa với mega gas linh pi. Và lại nó cũng gọi là bắn được 3 hàng nhưng mà chỉ bắn được 1 viên, thành ra là gặp mấy con sóc có cắn. Nếu mà không kịp cho con boss choáng ấy thì con boss nó sẽ bắn những cái viên đạn băng ấy và chết cây chúng ta. Ô, bowling lẩy được phết nhờ. Ô, nó lẩy được cả cái con kia luôn kìa.
Đó, nó bắn mấy viên đạn băng, chúng ta sẽ mất cây. Ôi, chúng ta mất một cây gốc cây lửa giữa rồi, trồng lại. Chơi bowling có vẻ rất là khó, nhưng mà vẫn có thể chơi được nha mọi người. Không có mọi người, nếu không có con mega cắt linh pia thì mọi người có thể dùng con bowling để chơi cũng khá là ok. Bowling của mình hiện tại level 4. Con bowling này để mà nâng cấp thì mất khá là nhiều mảnh. Tất nhiên là nó sẽ không thể vượt trội được hơn mega cắt linh pia rồi, nhưng mà có thể chơi được. Bởi vì cái lượng máu con boss bây giờ, hết sạch máu rồi. Lượng máu của nó hiện tại là lượng máu gọi là lượng máu vô hạn rồi. Khi mà chúng ta dùng cái min, con min đậu ấy, thì bowling của mình sẽ bắn ra những cái viên đạn màu cam. Nhặt một đống kim cương luôn. Kim cương của mình hiện tại thì hơn 1.000 rồi, rất là nhiều luôn. Và mình thì có tính tằng tiện mà, nên là mình cũng hơi ngại để mà dùng đống kim cương này. Chơi bowling thì có vẻ hơi khó một chút nhỉ. Bowling để bắn đạn vàng thì cũng không nhất thiết phải dùng min. Cho lên level M200. Đánh boss này thì cây mà lên level 200, lên M200 nhỉ, thì bắn mình có xem mấy ông YouTuber trên mạng, ông có cây M200. Ui dồi ôi, con đậu nó bắn đúng một viên chết luôn, một con zombie thường. Bắn boss thì từng cục. Đúng là chơi bowling khó hơn mega thật. Nhưng mà nếu bowling mà được level cao một chút thì sẽ dễ chơi hơn. Màn boss voi này cũng là một màn rất là khó. Rồi thôi, xong rồi, 3 giây cuối cùng. Mình nhận được 20 mảnh con đậu độc. Vàng. Chơi Benny này cũng kiếm vàng rất là nhanh nhá. Mình hơn 200k vàng đấy mọi người ơi. Nếu mà mình không tiêu xài gì linh tinh thì lên 1 triệu vàng rất là nhanh thôi. Và ok. Và mọi người nhớ là phải đánh đến màn 12 nha. Màn 12 màn dễ nhất. Ok, video của mình đây cũng là hết mất rồi. Hẹn gặp lại mọi người những clip sau. Đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh và chuông thông báo để ủng hộ cho cả game nhé. Tạm biệt mọi người.